Dạ, muốn em muốn hát gì nữa? Dạ, con hát bây giờ thì em hát gì một bài nữa nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, em hát bài chiếc đoạn người tình trên chiếc trận rồi đúng không? Dạ, bây giờ là mình hát bài với làm chương ngang nha, để tập luyện cho những chuyện đó các bạn còn chưa biết. Tìm lại chương quan lớp nào? Dạ, bởi vì Tùng đã nghe trích đoạn trong Bởi Cái Lương đêm lạnh chùa hoang. Dạ, cảm ơn. Thank you.
bận xuyên ơi. Nguyên luyến mấy rồi cũng đành ngắn. Dạ bác ơi, cảnh chung rượu này là vĩnh biệt nhau không? Hãy uống đi hồn. Ai chịu nổi.
Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Và giờ đây đang buồn mà thôi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã có thời gian yêu trong tuổi còn thơ, để tháo dựng một thiên đường, đầy anh vô đây. Trở lại với phần trình diễn của nghệ sĩ Dũng Nhí. Quý vị ơi, chương trình của chúng tôi còn rất dài, mong tất cả quý vị còn ở lại với chúng tôi đến giờ cuối nha quý vị nha. Dũng Nhí ơi, giờ em thể hiện ca khúc gì để tặng cho quý bà con cô bác ở đây à? Dạ em trở lại mà không biết lợi hại hay ăn hại đi. Dạ à, nãy giờ thấy mấy em hát gửi tặng đến bà con mà em cũng thấy cũng sung sung trong người quá thôi. À, cũng gửi đến tặng bà con một bài trước thềm năm mới. Dạ
hơi dài nãy rồi. Dạ, xin gửi đến tặng bà con với bài tân cổ của tác giả Trần Phán. Bài hát được mang tên Tặng đời chiếc nón bài thơ. Dạ, mời quý vị nghe. Đoán trắng như tình tình con gái.
Chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, bước sang năm mới là mang phát tài.